Chào mừng các bạn đã đến với channel của em Best Mobile. Và trong video ngày hôm nay, một cái video mình sẽ cập nhật cho các bạn 25 cái sơ đồ mới trong tuần này. Thường thì tầm khoảng thứ 6, thứ 7 mình sẽ làm kiểu dạng video cập nhật sơ đồ. Đó là các bạn cứ ghé kênh em Best Mobile, chúng ta sẽ có được những cái sơ đồ ngon. Và những cái sơ đồ nào mà các bạn thấy thích hay là nó hợp với bản thân của các bạn ấy, thì các bạn có thể chúng ta lưu về, chúng ta đá, chúng ta trải nghiệm nha. Rồi sơ đồ đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy, đó chính là về cái sơ đồ 3241. Các bạn chờ đợi mình chút xíu nha, để mình chuyển sang cái sơ đồ khác. Mình muốn lưu lại cái sơ đồ này các bạn. Mình sẽ chuyển sang cái sơ đồ đó chính là về 3133 đi. Điển hình là kiểu như vậy. Đó, mình chuyển sang đại loại sơ đồ này nha, 3241 này. Chọn cho mình khu vực đó chính là về khu vực Ebro. Chọn cho mình giải English 2 Division nha các bạn. Chọn Leicester B cho mình. Leicester B nằm ở đây. Rồi những cái bước tương tự nha, bấm Depart sẽ ra được 3241. Sơ đồ thứ hai là sơ đồ 343. Ba hậu vệ thì thường các bạn có lẽ cũng đã biết được rồi, đó chính là về cái mặt kiểm soát bóng ở trung lộ rất là hay và rất là tốt. Với lại về cái khoảng đó là về cái khoảng tấn công cũng rất là nét các bạn. Chọn cho mình order nha và chọn vào câu lạc bộ Bayern Munich này. Bayern tuần này đá sơ đồ 3 hậu vệ các bạn, 343. Sơ đồ tiếp theo của chúng ta là 4132, sơ đồ quốc dân ở mùa PES 23-24 lần này các bạn. Epro chọn cho mình đó chính là về Source Premium nha các bạn, cái đầu tiên. Chọn vào Dingri FC. Sơ đồ này nói chung là rất là hiệu quả và không bàn cãi rồi, về cái mặt tấn công là rất là nét. Và cái mặt phòng thủ mình thấy cũng khá là ổn định, các bạn thấy là rất là đẹp luôn các bạn ơi. Tiếp theo của chúng ta là 331 này. Chọn cho mình khu vực Epro giải Italia nhé. Mình sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể Italia. Hoặc là các bạn có thể bật chế độ 2X để chúng ta cập nhật cho nó nhanh các bạn. Chọn vào Napoli các bạn. Napoli nằm ở đâu đây? Nằm cuối cùng, gần cuối nha. Rồi bấm đi 3 sẽ ra được 3331. Italy lần này đá nhiều cái sơ đồ 3 hậu vệ nha. Sơ đồ tiếp theo là 4222 này. Sơ đồ này cũng được nhiều bạn yêu thích lắm. Chọn khu vực South America cho mình. Mình chọn nhầm hay gì đó. Rồi đúng rồi, chọn Argentina nha. Chọn giải Argentina và chọn vào Pueno Ares RB các bạn ơi. Nằm ở đâu nhờ, câu lạc bộ đó là cái biểu tượng kiểu dạng như thế nào? Nằm ở đây nha, gần cuối nha các bạn. Đi bao ra được 4222 các bạn, nhớ lưu lại nha. Mỗi tuần cũng sẽ cố gắng cập nhật nhiều cái sơ đồ mới nhất cho các bạn. Chúng ta sẽ tới với sơ đồ tiếp theo là 5122, chọn khu vực Ebro, chọn Chandy Superline. Nằm ở đâu nhỉ? Ở đây rồi. Chọn cho mình đó chính là câu lạc bộ mang tên Gaziantep FK các bạn. Nằm ở đâu nhỉ? Gaziantep nằm hình như là gần ở giữa nha. Rồi, trở về. Chúng ta sẽ lại làm những cái bước tương tự thôi. Depart sẽ ra được 532 các bạn, chuyển thành AMF sẽ lên được 5122 nha các bạn. Sơ đồ tiếp theo là sơ đồ 4132, sorry các bạn, 4312 chứ. Nhầm. Chọn America Lewis các bạn. Đầu tiên này, chọn vào Washington DC nha các bạn. Washington chứ. Washington là cái gì? Dễ lắm các bạn ơi. Bấm vào đây, chọn Depart nữa. Mình lại nhầm mắt, quen tay. Đó, sẽ ra được 4312 nhá. Tiếp theo là sơ đồ 4312, nhưng mà cái vị trí của nó sẽ kiểu xa một chút xíu. Thì chọn cho mình khu vực ACL Sen. Chúng ta sẽ qua Nhật Bản, chúng ta chơi ACL Sen thì các bạn có lẽ cũng đã biết đó chính là cái giải nào rồi, giải G2 nhá. Chọn Onita Chinita này. Câu lạc bộ là Oita Chinita chứ mình đọc nhầm. Oita Chinita nằm ở đâu đây? Oita Chinita nằm gần cuối này. Sẽ ra được là 4312. Đó, kiểu biến đổi một chút xíu cho các bạn về cái mặt vị trí. Thì khi mà biến đổi như thế này thì có lẽ thì kiểu là những cái vị trí nó cũng sẽ được di chuyển khác hơn nha các bạn. Tiếp tục, đó là chính là cái sơ đồ 3133, chọn ACL Sen. Chọn G2 tiếp tục, chọn vào Kumamoto nha, hình con ngựa các bạn ơi, nằm gần cuối. Sẽ ra được đó chính là về 3133. À, sơ đồ nhìn cũng rất là ngon, rất là chiến. Tiếp theo một cái sơ đồ mà nhiều bạn hay hỏi mình, đó chính là về 4123 hay cũng có thể biến đổi thành 433 cũng được, nhưng mà các bạn cái sơ đồ gốc này nó chính là 433, chọn cho mình khu vực South America. Đọc nhanh quá nhờ, làm nói chung là làm sơ đồ nên làm nhanh nhất có thể. Chọn vào ASA nha các bạn, cái thứ hai này. Chọn vào America MG nằm ở đây. Đó, mình làm nhanh nhất có thể cho các bạn luôn.
nó sẽ ra được 4-3-3. Các bạn có thể biến đổi thành cái vị trí AMF nha. Không biết là nó có thể không được các bạn ơi. Vậy là cái sơ đồ này không thể biến thành cái vị trí AMF rồi. Mình cố gắng mình cập nhật cái sơ đồ khác thì có thể biến thành cái vị trí DMF với cái vị trí CMF thôi. Tiếp theo của chúng ta là về 523. Chọn khu vực Ebro. Ebro và National, chọn giải nước Anh nha các bạn. Ebro, National, nước Anh, Ireland. Ireland nằm ở đây. Năm hậu vệ dành cho những bạn nào thủ yếu. Đó, nó sẽ nằm ở cái nước Anh này nha các bạn. Rồi, sơ đồ tiếp theo của chúng ta là 4213 này. Chọn giải ACL Sen. ACL Sen chọn vào Korea. Korean chứ. À, đúng rồi các bạn ơi, Korea là về cái giải Hàn Quốc. Korean chọn Usambi nằm ở đâu đây? Chữ đầu tiên là chữ U. Usambi hình này là mình ở đây các bạn, nằm ở giữa nha. Nữa lại bấm nhầm, phải bấm vào huấn luyện viên này, nhầm mấy lần rồi đó. 4213. Sơ đồ tiếp theo của chúng ta là 4123. Cái sơ đồ này các bạn cần này. Cái sơ đồ này nhiều bạn hỏi mình lắm này, các bạn nhớ lưu lại để dành chúng ta sử dụng nha các bạn. Rất là ngon. 4123 này. South America thì cái sơ đồ này kiểu là nó không có dâng lên cao nhiều ấy, nhưng mà kiểu vừa công vừa thủ rất là ngon và rất là ok. Mình trải nghiệm rồi, sơ đồ này đá nét thì các bạn chọn cho mình câu lạc bộ là Calama NN nha các bạn. Cái thứ hai này, tuần trước và tuần này vẫn còn các bạn ơi. Đó, sơ đồ này rất là hot, các bạn biến thành cái vị trí AMF nha. Nó kiểu 4-3-3 nhưng mà chuyển thành gì nhỉ? Chuyển thành 4-1-2-3, ok. Rất là ngon, các bạn có thể thử, chúng ta trải nghiệm. Đó, rất là chiến với cái sơ đồ này luôn. Rồi, sơ đồ tiếp theo của chúng ta là về 3-2-4-1. Nãy giờ là cũng thấy là cũng có khá là nhiều sơ đồ để các bạn có thể lưu về chúng ta chơi rồi đó. Chúng ta trải nghiệm dần. South America chọn vào cái thứ hai, chọn AC Bahia. AC Bahia nằm ở đâu? AC hình như là nằm gần cuối nha. AC Bahia nằm ở cái thứ hai. Trời ơi, mình không để ý mất. Đã ra được 3-2-4-1. Sơ đồ tiếp theo đó chính là về 4-3-2-1. Thì cái sơ đồ này sẽ không có tiền đạo chỉ cánh, mà thay vào đó sẽ là hộ công AMF. Chọn cho mình ACL Oxen này, chọn vào Korea nhá. Chọn vào Zio New Sea. Nằm ở đâu ta? Zio New Sea, chữ C ở cuối. À đây rồi các bạn ơi, gần cuối nha. Đi bao ra được 4-3-2-1 này. Sơ đồ này trước là Bồ Đào Nha đã có từng sử dụng rồi, thì thấy đá rất là ngon và kết hợp rất là ok. Tiếp theo đó chính là về 3-5-2. South America này chọn vào cái thứ hai, chọn vào Vasco da Gama nằm ở giữa. Đó, bấm vào nha thì sẽ ra được 3-5-2 này. Sơ đồ tiếp theo đó chính là về 4-2-3-1. Chọn cho mình ACL Sen các bạn. Chúng ta qua ACL Sen chúng ta chơi. Chọn vào Korea tiếp tục, chọn vào Incheon BP nằm ở đây, nằm ở dòng thứ 3. Đó sẽ ra được 4-2-3-1. Hai cái vị trí tiền vệ phòng thủ lùi sâu xuống, phòng thủ rất là tốt. Mình cũng hay sử dụng cái sơ đồ này lắm, nếu mà các bạn thích chơi những cái vị trí tiền vệ chỉ cánh. Đó, chúng ta tiếp tục đến với cái sơ đồ cây thông, đó là 4-3-2-1. Now America các bạn. Chọn cho mình vào, đó chính là về Minnesota GB. Minnesota GB nằm ở đâu đây? Miami. Minnesota GB nằm ở đây nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Hình cây thông các bạn ơi, 4-3-2-1. Bạn nào thích chơi hai hậu công thì có thể sử dụng sơ đồ này. Sơ đồ tiếp tục này, đó chính là về sơ đồ 5-4-1. Chọn cho mình khu vực Ebro, chọn National nha. Và chúng ta sẽ qua đất nước đó chính là về Scotland các bạn. Sẽ ra được 5-4-1. Và sơ đồ tiếp theo nữa là 4-1-4-1. Trời ơi, quá nhiều sơ đồ để các bạn có thể lưu về chúng ta trải nghiệm, nhưng mà chắc là lưu không có hết đâu. Những cái sơ đồ nào thiết yếu thôi. ACL Sen AFC, chọn vào Kixi SC.
Kissy đâu rồi? Kissy FC. Đây các bạn, nằm gần cuối. Kế ở trên Ahila. Đó, các bạn bấm vào sẽ ra được 4141 nha. Sơ đồ tiếp theo là 4312. Chọn cho mình khu vực Africa, nãy giờ nó nhanh mệt quá các bạn. Gần cuối cho mình nó chậm chậm lại tí. Chọn Nesano này, chọn vào Tunisia. Tunisia nằm ở đầu tiên. 4312 tiếp tục là 4312. Mình nói chung là mình là fan của cái sơ đồ này nha. Mình hay sử dụng sơ đồ này lắm. Tiếp theo của chúng ta còn vài sơ đồ nữa thôi các bạn ơi. South America cho mình nha. Chọn cho mình Nesano này. Chọn Brazil. Brazil đang sử dụng cái sơ đồ đó chính là 4132. Sơ đồ này cũng rất là ngon các bạn. 4222 các bạn có thể biến đổi thành cái vị trí CMF thì nó sẽ biến thành là 4132 nha các bạn. Ở đây mình biến đổi thành cái vị trí CMF các bạn thấy nè. Đó, 4132 cũng rất là ok và rất là chiến. Sơ đồ tiếp theo nào, sơ đồ 5212. Khu vực Apro nha, chọn National cho mình. À, bị cái gì thế nhỉ? Bị lỗi rồi các bạn. Các bạn mình bấm lại cái. Đôi khi nó bị lỗi. Chọn Apro, mình giật mình nha. Chọn National. Đang quay bị lỗi là cây. Chọn cho mình đó chính là quốc gia nào nhỉ? Quốc gia Nou Macedonia. Rồi bấm vào đây, nhiều khi mình thao tác nhanh quá nó lại bị lỗi ấy. Đôi khi thôi. Chọn cho mình khu vực Apro nha. Chúng ta sẽ tới với cái sơ đồ tiếp theo là 3232. National. Chọn vào Czechia các bạn ơi. Czechia nằm ở đâu? Czechia nằm ở đây. Nằm ở trên Pháp. Sẽ ra được 3232. Sơ đồ tiếp theo của chúng ta là sơ đồ 5 hậu vệ 532. Apro, National và Cyprus. Các bạn có biết tại sao là mình làm cái video mà kiểu hướng dẫn các bạn như thế này không? Kiểu nói chuyện nghe nó sẽ hay hơn so với cái việc ghép hình ảnh ấy. Thì mình cũng thích như thế. Xem nó đỡ chán các bạn Cyprus nhé. Đó, sẽ ra được 532 nhé. Rồi, thì có lẽ là cũng là cập nhật cho các bạn 25 cái sơ đồ mới trong tuần này rồi. Các bạn nên lưu lại nha, lưu cho cái phần game plan list này. Bạn nào thấy cái video này hay cũng đừng quên cho mình xin một like kèm một đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video hay hơn cho các bạn xem. Và nếu mà các bạn có nhu cầu nạp coin, muốn nạp coin hàng chính hãng hóa đơn đầy đủ không bao giờ bị ban, có thể liên hệ qua Facebook và Zalo với mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới trên kênh của AMPS Mobile.